Ok và hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với DF. Trong video này Long sẽ chia sẻ cho các bạn cách thức mà mình sử dụng Mologin cũng như là chuyển cái dữ liệu từ máy cũ sang máy mới tại Mologin và cách mà mình áp dụng cho những cái dự án mình đang chơi ở giai đoạn hiện tại. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy trên video, đây là tất cả những cái tài khoản mà mình đang lưu trữ trong Mologin. Tổng cộng thì có khoảng 50 account Pirate Nation. Song song với đó là những cái game password đang rất là hot gần đây, cũng như là các loại tài khoản mạng xã hội như là Twitter, Discord hay là Gmail. Và bây giờ mình đang muốn chuyển những cái thứ này sang một cái máy tính khác. Thì đầu tiên Long sẽ quay vào cái phần Mologin và có một cái mục nhóm, các bạn chọn vào cái mục đó. Tại đây thì mình đã thêm đủ cái số lượng thành viên để mà có thể sử dụng Mologin rồi, nên là nó sẽ hiển thị như trong video. Và nếu như các bạn muốn chuyển cái dữ liệu của mình từ cái máy cũ sang cái máy mới và đồng thời cho thêm bạn bè của mình vào để mà cùng cày với mình tại một cái máy tính khác nữa, có nghĩa là khoảng 3 cái đến 4 thiết bị gì đó, thì các bạn bắt buộc phải nâng cấp cái gói Mologin lên để mà có thể sử dụng được theo cái cách đó. Rồi, tiếp đến với cái bước tiếp theo. Khi mà mọi người chưa có đầy cái số lượng thành viên nhóm thì có thể bấm mời thành viên và nó sẽ hiện ra giống như trong cái video mình đang hiển thị trên màn hình. Chỗ này, đầu tiên thì các bạn cần phải lưu ý là cái Gmail mà các bạn nhập để mà mời bạn bè của mình á phải là một cái Gmail mới tin hoàn toàn mà chưa có đăng ký Mologin luôn á. Kế tiếp là cái phần biệt danh, thì mọi người đặt cái gì cũng được, nó cũng không có quan trọng lắm người ha. Và ở cái phần cuối cùng á sẽ là cái chỗ mà các bạn chọn tất cả hồ sơ và hồ sơ được chọn. Thì chỗ này sẽ có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên, khi mà các bạn chia sẻ profile của mình cho những cái người bạn bè của mình, cho những cái người cấp dưới của mình và họ cày á, thì các bạn sẽ chọn trường hợp số 2 để mà các bạn sẽ quy họ trong một số cái profile nhất định. Còn nếu như mà các bạn làm giống như Long á thì các bạn sẽ chọn cái trường hợp đầu tiên, đó sẽ là tất cả các profile luôn, vì ở đây cái mục đích của mình là chuyển cái dữ liệu từ cái máy A sang máy B. Và cuối cùng sẽ là cái mục vai trò thành viên, vì là chuyển thiết bị cho nên là Long chọn cho mình là quản trị viên luôn. Và nếu như mọi người mà chia sẻ cho người khác thì các bạn hãy đọc để xem coi là cái vai trò này nó phù hợp với là cái trường hợp của mình ha. Rồi, ok, thì sau khi mà mọi người đã vô cho cái mail của mình và kích hoạt cái tài khoản rồi á, thì bây giờ mọi người sẽ tiếp tục vào Mologin và đăng nhập bằng cái Gmail mà mọi người vừa mời á. Rồi mọi người mở lên thì tại chỗ này tất cả những cái profile mà ở bên cái tài khoản ở máy cũ của mình á đều sẽ được chuyển hết sang bên đây mọi người ha. Ví dụ như của tôi thì đang có 50 cái Pirate chẳng hạn đó, và cũng như là Discord với Twitter này nọ. Rồi bây giờ mình sẽ mở một vài cái profile lên cho các bạn xem ha. Rồi ok, thì sau khi mà chúng ta đã mở cái profile lên thì những thứ mà các bạn còn lại đó là dữ liệu của cái trang web các bạn ha. Ví dụ như cái tài khoản Pirate Nation của mình thì nó vẫn còn ở đây, và cũng như là những cái tài khoản Pirate Nation ở bên khác cũng vẫn còn nguyên các bạn đó. Và đây là một trong những cái tựa game mà các bạn khi mà chơi á, các bạn chỉ cần login một lần thôi thì kiểu như là nó lưu trữ dữ liệu luôn, cho nên là nó sẽ xuất hiện ở đây và nó không có yêu cầu mình làm gì nữa hết. Nhưng với cái con game Backwoods á thì nó có một xíu vấn đề là để mà các bạn có thể chuyển sang cái máy khác á, thì các bạn cần phải thêm một bước nữa. Đó là cái phần ví Phantom á, các bạn cần phải nhập lại cho mình 12 ký tự ha. Đó, ví dụ như con hàng Backwoods thì mình phải như vậy. Còn kể cả như thằng này cũng vậy, khi mà các bạn nếu mà bị disconnect thì các bạn cũng phải nhập lại 12 ký tự của MetaMask. Vì đó là một cái khoản khá là bảo mật 10 ha, nên là chúng ta cứ nhập lại cho an toàn. Rồi, và cái phần Discord thì các bạn cũng sẽ đăng nhập vào lại bình thường thôi. Đó. Ok. Rồi. Và game thì mọi thứ ok các bạn ha, chạy bình thường và nó sẽ chuyển gần như rất nhiều thứ qua, và kể cả cái Gmail của mình luôn. Đó, giống như Long đang có một cái Gmail nè các bạn. À, thường thì mình thấy có một cái điều khá là hay, không biết mọi người sao, nhưng mà mấy cái Gmail này mình mua có mấy trăm đồng ở trên MMO á, mình treo vô trong cái Mologin cộng với lại Proxy nữa thì nó sống được rất lâu rồi ấy, mọi người. Và mình dùng mình chơi Pirate Nation với là nhiều dự án luôn. Nói chung là một cái khá là may mắn, một cái mẹo của mình là mình đi lên đó mình mua xong rồi hả, mình cứ dùng bình thường thôi. Rồi, và kể cả là cái Gmail của mình thì nó cũng được lưu trữ sau khi mà các bạn chuyển cái profile từ cái máy cũ sang cái máy mới luôn. Và ở đây thì trong cái video này Long sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo, thì cái việc mà mình nuôi tài khoản Twitter với Discord á, gần như là Long không có tài nguyên các bạn, Long không hề luôn, Long chỉ mới bắt đầu build gần đây thôi. Và chậm vía như thế nào đó, mình khá là may mắn mình có được những cái công cụ với những cái tài nguyên nó kiểu như là hên xui á các bạn. Thì lúc này á mình lên tạp hóa MMO để mình mua một vài cái Gmail ở trên. Ok, và để mà chân thật hơn thì tôi sẽ share cho các bạn cái chỗ mà Long mua mail luôn. Đây là cái chỗ mà Long mua mail ha, và mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả cho các bạn. Rồi,
cái email mình mua á, mình không mua loại 15 ngày, mình mua cái loại 7 ngày các bạn. Hôm bữa mình cũng có một cái shop kia và nó bán cho mình một cái Gmail 7 ngày với giá là 3.000 đồng các bạn, và mọi thứ nó đúng kiểu là dễ dãn luôn á. Nhưng mà cái này cũng khá là ok, nó vẫn có rủi ro mọi ha. Nhưng mà bây giờ mình chia sẻ cách mà mình dùng thôi, nếu các bạn có cảm thấy là phù hợp thì các bạn có thể dùng giống như Long. Đó, ở đây thì tôi đang có 50 cái profile login đúng không? Thì các bạn cũng có thể thấy là đây có 5 trang á. Và mỗi trang của mình là đều xài proxy khác nhau hết các bạn nha, tất cả mọi thứ. Và cái lúc mà mình login con Pirate Nation này, bây giờ mình mở ngẫu nhiên thử một vài cái profile khác thôi ha. Đương nhiên là hồi đợt á, mình có nuôi thử Gmail. Sau khi mà mình mở cái profile lên, mình gắn proxy vô, mình gắn luôn cả cái Gmail của mình vô á, thì nó có một vài cái cơ số, một cái biến số, đó là hả, có máy ạc nó bị chết các bạn. Đó, máy ạc đó thì trừ khi các bạn có số điện thoại các bạn cứu thì ok. Còn nếu như các bạn mà không cứu được, các bạn không có số điện thoại thì coi như là nó chết luôn. Ok ha. Rồi, cái đó là cái phần đầu tiên. Cái phần thứ hai á là nếu mà nó chết đó các bạn, nếu mà cái Gmail của mình mà nó đi á, thì hả, mình sẽ lựa chọn cách là mình bỏ qua, mình tiếp tục mua một cái mail khác mình xài. Còn nếu mà nó không chết á thì quá tuyệt vời luôn các bạn đã thành công kiếm được cho mình một cái Gmail xịn rồi đó. Nhưng mà tôi không biết là khi mà mình đem ra bên ngoài thằng Mologin nó có bị gì hay không. Ở trong cái phạm vi mà mình đang sử dụng á, mình chỉ biết được đúng một thứ thôi, là khi mà tôi còn để ở trong Mologin á thì nó vẫn còn hoạt động được. Đó, mọi người có thể coi ở đây nè, đó rồi. Sau khi bấm vô Gmail á, mọi thứ nó vẫn còn đang chạy nè các bạn. Bây giờ mình chỉ cần mình đăng nhập lại cái Pirate Nation của mình thôi là vẫn ok ha. Đó, bấm sign in xong mình nhập mail vô. Thì ở đây nó vẫn có khả năng nhận mail các thứ. Và cái ngày mình mua là ngày 21, thì bây giờ là ngày 31 tháng 5 rồi các bạn. Nó là một trong những cái điều mà cũng khá là ok á. Mình không biết tại sao nữa, nhưng mà hồi trước á, nó sẽ có một vài nick khi mà các bạn cắm vô, các bạn treo vô, nó bị hư nha, kiểu như nó bị lỗi á các bạn. Và nó bị chết các bạn, nó không có dùng được nhiều. Và thậm chí là nó sẽ đi luôn á. Nhưng mà cái này thì mình kiểu mình cắm vô mình để đó luôn, chứ mình cũng chưa có dùng liền á. Đó, xong. Đó là cái bước mà hả, mình kiếm những cái Gmail như vậy. Rồi mình, các bạn cũng có thể xem chứ ai mà đặt cái Gmail mà kiểu giống như tôi, cái gì mà ru ne gu gì đó nghe rất là kỳ đúng không? Đa số là mình mua không á. Thì cái này là mình mua từ hồi tháng 4 rồi các bạn. Là ngày 21 tháng 4 mình có mua cái mail này ha. Bây giờ mình xài tới ngày 31 tháng 5 rồi, nó cũng khá là ổn đúng không? Nhưng mà với điều kiện á, là cái lúc đầu á tôi mua xong cái tôi treo lên trên Mologin cộng với là có một proxy riêng nha. Rồi xong cái Long dùng cái Gmail này luôn. Long tạo cho mình là Twitter nè, Long tạo cho mình là Discord nè. Đó, thì nó sẽ đi nguyên một bộ luôn các bạn. Và đương nhiên nếu như các bạn đặt ra câu hỏi là ủa bây giờ ví dụ như lỡ mà cái của mình nó chết thì sao, đúng không, thì đương nhiên rồi, mình cũng có một cái để mà mình có thể cứu trợ các bạn, ít nhất là có khả năng cứu được. Nhưng mà nếu như các bạn mặc dù cái gì đó mà quan trọng quá thì các bạn nên tạo cho mình một cái Gmail luôn, thay vì là mình đi mua như thế này ha. Mình khá là khuyến khích cái việc mà tạo luôn, chứ còn đi mua thì nó hơi rủi ro một xíu, biết đâu lỡ nó bay thì sao. Rồi bây giờ sẽ là cái phần hướng dẫn cách để mà cấp cứu những cái Gmail mà nó cần yêu cầu mình nhập số điện thoại vô. Rồi thì hiện tại mình đang có sử dụng một cái web thuê số điện thoại, và gần đây thì các bạn cũng hay hỏi mình là bây giờ Discord ở đâu mà chơi, Twitter đâu mà chơi đúng không. Gần đây thì rất rất nhiều game luôn, và các bạn chơi các bạn bắt buộc cần phải có cho mình những cái nền tảng mạng xã hội như vậy. Thì để mà các bạn có được những thứ đó thì các bạn bắt buộc là phải có cho mình được một cái web thuê sim. Ví dụ như ở đây Long, nói chung là Long được một bạn trong nhóm của mình share lại cái web này, nó cực kỳ xịn luôn các bạn. Nói chung là nó còn thuê được cả cái Discord nữa, nên là đối với tôi như thế là quá đủ rồi. Tại vì gần đây mọi người mà tạo Discord đó là mặc định luôn, các bạn vô là các bạn bị nó bắt verify số điện thoại liền luôn. Kể cả là Google cũng vậy. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nha. Đầu tiên thì mọi người cứ nạp tiền vô á, mọi người chọn tiếng Việt trước đi ha. Đó, xong. Chỗ này thì các bạn thấy nó có cái, nói chung là có tiếng Việt rồi, mọi người cũng dễ thao tác rồi. Bây giờ sẽ là hướng dẫn cách sử dụng đi. Ở đây tôi sẽ sử dụng, tôi chọn quốc gia trước các bạn ha. Ở đây mình chọn Việt Nam các bạn. Xong rồi mình chọn đại số nào cũng được, không quan trọng. Ở đây ví dụ như mà các bạn muốn dùng Google thì các bạn sẽ chọn Google với giá là 0.04 đô. Hoặc là nếu như các bạn mà dùng Discord thì các bạn với giá là 0.05 đô. Nói chung các bạn muốn dùng cái gì thì các bạn cứ gõ ha. Ở Telegram ở đây mình thấy cũng có, nhưng mà mình không biết là dùng như thế nào, với lại nó có ổn hay không. Cái này thì mình không chắc chắn, nên là mình cũng không khuyến khích các bạn dùng ở phần Telegram nha. Tại vì mọi người mà dùng Telegram thường mọi người sẽ đào kèo đúng không, mọi người đào mấy cái kèo bên Telegram ấy, nhưng mà lỡ có cái này có cái kia phiền lắm. Tại mấy cái tài nguyên đó nó giống như kiểu là người ta cầm số điện thoại là người ta cầm luôn nick của mình vậy, nên là không khuyến khích.
Rồi đó, thì có rất là nhiều cái dịch vụ đây, nhưng mà cơ bản thì mình chỉ có dùng Google nè, Discord nè, với lại thằng Twitter thôi. Rồi, ok, thì các bạn cứ nạp tiền vô xong rồi các bạn đăng ký. À, có một cái lưu ý nữa dành cho các bạn, đó là thay vì các bạn đăng ký ở trên Mologin luôn, các bạn có thể đăng ký tại cái profile bình thường ở nhà mình á. Các bạn đăng ký xong, các bạn xác minh số điện thoại đầy đủ hết, xong các bạn bế nó, các bạn đưa vô trong cái Mologin ha. Còn thằng Twitter thì các bạn cứ thẳng thắn mà các bạn login với lại tài khoản Google của mình luôn, vô trực tiếp luôn các bạn, không có bị gì hết ha, và rất là thọ luôn, giống như tôi chẳng hạn, sống dài vậy. Rồi, và đó là một trong những cái chia sẻ của mình trong cái việc sử dụng Mologin. Và nếu như các bạn có những cái thắc mắc gì nữa hoặc là những cái vấn đề gì về Mologin á, thì các bạn có thể comment dưới video hoặc là tham gia trực tiếp vào group Mologin Việt Nam để các bạn đặt ra những câu hỏi, và bên đó sẽ có mod để mà hỗ trợ cho các bạn về những cái thông tin của cái con hàng Mologin này ha. Và theo thông tin mà Long biết á, thì trong tương lai họ sẽ còn phát triển thêm một vài thứ nữa là cái kiểu như là tool này nọ nữa các bạn. Cho nên là các bạn có thể đón chờ sự phát triển của Mologin trong tương lai ha. Rồi, ok. Và mình là Long. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn các bạn trong những video kế tiếp của DF.